いるの。Đây là vườn cây của Tư Dũng. Đây cũng là một cái homestay. Trong vườn thì có cam, bưởi và dâu. Dâu ở ngoài mình gọi là dâu da đất. Chúng tôi bắt đầu đi vào bên trong để tham quan vườn. Mỗi người với giá 20.000 đồng một người thì bạn có thể mang theo cái bụng đói chứa trái cây miễn phí. Được ăn nhưng mà sao lại kêu không cho hái? Họ sẽ đi cùng chị. Đi du khách thì chị lấy hình ảnh. Chị đứng ở chỗ này đi. Chị quay mặt nhìn vào. Xin đừng hái trên cây, phạt 50.000. Quý khách không được hái trên cây nha. Thank you, cảm ơn bạn nhé. Xin đừng hái trái trên cây, phạt 50.000 đồng. Trái nhỏ này. Chị không được ăn ở đây. Tưởng là được vào. Trời, thế là không được hái ở trên cây mà chỉ được ngắm thôi. Chào các bạn. Chào chị. Cái kiến trúc của nó thì mô phỏng một cái nhà tre bình thường ngày xưa, nhưng mà đây các bạn có thể nhìn thấy là cái cửa sổ của họ là chống hờ chống hắt và nó chỉ có mỗi cái di đô, cái rèm ở bên ngoài, cùng bên trong thì có một cái giường thì phải có 4 cái cọng để thả để mắc màn. Chắc là ở đây là trải nghiệm cái nhà ở của ngày xưa kiểu I biết chưa. Yeah. Oh, sir. Is that your phone? Yes. I can take pictures for you. Yeah. Ơi! Vào đây! Không. Vào đây ngồi đi, cho chị ngồi em chụp cho. Không, chụp cho em. Ủa? Là người Việt Nam. Là người nước ngoài. Ơi! Ơi, vào đây. Chị ngồi đi, em chụp cho. Không, chị muốn chụp hình cho em á. À, chị muốn chụp hình cho em hả? Chụp hình đâu. Đấy, đưa cho chị ý, chị chụp cho. Em đi theo mọi người. Ôi, em cũng nghĩ là chị là người Việt Nam rồi, nhưng em thấy chị cứ nói nó không thế. Thì hồi nãy chị thấy em nghe chị nhìn tìm. Lúc sau mình nói gì? Trời ơi, thương lắm. Nào, ngồi thoải mái nha. Bạn nữ thì chân... Thôi, không sao, quả tay hơi xấu một tí. Nào, âu yếm. Không để tay lên vai bạn à, mà ừ okay, đúng như đè lên người bạn ừ ôm nhẹ nhàng ôm nhẹ nhàng ôm nhẹ nhàng ui yêu quá có thể đẹp thiệt á hai bạn dễ ôi chứ em chỗ này đi chụp hình cưới cũng được á ồ em cảm ơn chị nhá ừ dạ rất đẹp chị ơi chị quay cái gì đấy ạ à?
chị đi quay thấy đẹp chị quay thôi. Chứ ở đây không được hái cam đâu. Ừ. Ở đây là chúng ta sẽ chặn ở luôn đây à? Ở mình vừa đúng không? Buổi trưa thì mình phải tự ăn. Có nghĩa là buổi trưa tính tiền. Và một dãy nhà như vậy thì họ có những cái nhà đây kiểu homestay. Kiểu ở mình vườn. Chị Khôi đang nhà phòng chúng ta. Đây. Từ lúc đến giờ thì chúng ta vẫn mải mê với những homestay. Các bạn là những trái bưởi còn lại ở trên cây. Khi bạn vào đây với 20.000 thì bạn có thể đi tham quan ngắm nghía, và quay ra thì bạn được thưởng thức trái cây bao gồm trong 20.000 đấy rồi. Và tất nhiên tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ không thể ăn hết một quả bưởi hay là rất nhiều quả cam, cho nên là chắc là chủ vườn ngoài việc giới thiệu sản phẩm thì cũng không sợ bị lỗ vốn. Tôi nhìn thấy ở trong vườn đang có người, không phải có người mà có rất nhiều người, có người thấp thoáng. Sắp tới thì chúng ta cũng sẽ là một trong những người đó. Người ta xẻ những cái con mương ở trong này để thu nước, gọi là tưới tiêu. Và cũng đồng thời là đất từ cái con mương đấy đắp lên thành đường và vượt lên thành vườn. Bây giờ các bạn cùng chúng tôi sẽ đi tiếp. Hai bạn có thể chia sẻ là mình là ai và từ đâu đến đây không? Xin chào tất cả các bạn trên Facebook nha. Hai vợ chồng mình là ở ngoài Bắc, vô trong Sài Gòn chơi, đi đến Mũi Né, giờ đến chợ nổi Cần Thơ, Rạch Giá, và về Rạch Giá rồi ra Phú Quốc. Xin chào cả nhà. Bạn đến đây thì bạn thấy thế nào? Rất là không khí rất là trong lành cô ạ, và trái cây rất là ngon ngọt, ăn bưởi thì ngon. Cảm ơn. Rất là vui. Chào hai bạn, chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ. Đây là một cái cây mà có rất là nhiều trái. Tôi cũng không hiểu là sinh ra nó đã có cái màu như thế này, hay là nó chín rồi thì nó có màu như thế này. Bởi vì nếu như mà chín rồi có màu như này họ vẫn để trên cây thì, hoặc là họ cố ý để cho khách du lịch ngắm nghía và chấp nhận một sự hy sinh. Nhưng mà như thế thì quả là cũng hơi phí. Hello. Hello. Hi. Hello. Chúng tôi cũng được làm quà một ít các bạn này, ngoài như thế này. Đẹp nhỉ? Đây.
Quả anh ấy. Chụp anh hết đi rồi nhé. Đây đây, đây đây, đây chụp cho hai bạn luôn. Luôn ra. Ừ. Đấy. Hai cô này đi du lịch à? Đương nhiên là khi với những ngày như thế này, ít ai có thể vượt qua. Có những cái hai tình rất là đẹp trai. Cho người Hà Nội vào thì cô nhé. Các bạn đi được nhiều chưa và đi được nhiều nơi chưa và thấy ở đây như thế nào? Bọn cháu cũng đi được rất nhiều rồi, rất là đẹp ạ. Và các bạn có thể thấy là cái lớp thanh niên của chúng ta càng ngày càng đẹp hơn, họ cao lớn và trông cũng không thua kém. Có lẽ là phải cao đến 1m8 nhỉ? Gần ạ. Vâng, với một cái chiều cao như thế này thì có thể thấy là chúng ta được cải thiện về tầm vóc rất là nhiều. Hi. Tí tới rồi đấy. Xong nó bọn mình à? Đó, đi về cắt ra. Cho bọn nó chè đầu đi. Có, bọn tự cứ hai người một thuyền lên, bích kèo lên trèo, có tôi thấy ảnh đấy. Hồi em ra có món quà liền, hai đứa em. Yến phải nhớ. Ôi, Yến phải à? Yến phải nhờ một đứa, một em, một cháu nó trèo cho mà quay, chứ không có trèo đâu. Ủa, em ăn trèo đâu? Em trèo nhé. Được, sợ đâu, chết rồi. Miếng đất ra thành một ô, thúc thành mương. Và cái đất mà thúc mương đấy thì đắp lên để thành những cái liếp đất trồng cây. Hơi hơi tối, góc vừa khóc hơi tối. Được sáng. Vừa tưới vừa tiêu. Lại vừa có cái mương để cho các bạn trẻ kia đang loay hoay trèo và lái. Còn tôi thì lúc nãy nếu như không có sự giúp đỡ của mấy bạn trẻ và nhanh tay nhanh mắt của các bạn ấy thì tôi khả năng là cũng ướt át lắm rồi. Ủa, nhà bạn. Tắm mát chứ. Tắm mát chứ dòng sông. Các bạn, đây là kênh YouTube Win Win Việt Nam. Wow. Nếu muốn thấy hình ảnh của mình các bạn sẽ mở kênh và để xem. Tôi đặc biệt rất có cảm tình với các bạn trẻ, những người đã dám đi du lịch để biết đó đây. Win Việt không, Nam. Vâng, họ không đến với những hướng về đây thì hướng đến với những cái chốn mà ánh đèn xanh đỏ và tiếng nhạc cực dình, họ đến miệt quê và họ tìm đến những chiếc thuyền để loay hoay lái và trải nghiệm ở trên đó, rồi đi vào những cái con đường dình rất là nhiều mũi. Đó cũng là chụp riêng cho anh. Chọn lựa một cái cách để đi du lịch cũng thể hiện một cái ham muốn, và tôi cũng rất là ấn tượng với tầm vóc cũng như là trang phục của các bạn ấy. Ok. Rất xinh nhỉ. Em mặc áo xinh. VTV. À, mặc áo VTV à? Có thể là VTV chứ không phải là mặc áo VTV. Xin chào. Đồng phục của VTV. Các bạn có thể thấy là so với anh bạn tóc vàng và da trắng kia thì anh bạn tóc đen và da vàng của chúng ta không kém. Thậm chí có phần tôi thấy là còn manly hơn. Đúng rồi. Bạn nhìn thấy không? Dáng dấp tỷ lệ rất là đẹp. Chắc đúng rồi. Anh ở đâu rồi? Đây là cô cầm con nhấn đi. Đây là nhân viên ở đây đúng không? Hèn gì? Tôi thấy con thuyền gì mà chỉ có tay lái thôi, một cái miếng gỗ, không phải cái mái chèo đâu. Đây là về trang nào mà xem được này? Ở trên kênh bạn ấy có chèo cái thuyền của Vinh Hảo đến đây. Đem 10 triệu rồi. Cái áo chút là ngày được đâu. Cái bao xe có 18 triệu là xe. Xe tấn. Tổng xe hết, xe làm gì? Làm xe nặng thế thôi. Thế thì... Bằng cái gỗ nham nhở chứ đẹp như cái đội A đã xuất phát rồi.
Tôi chưa thể đoán được ý đồ của đội B chúng ta. À, thật là một sự sáng tạo rất Việt Nam. Hai chiếc dép, bốn chiếc dép trở thành mái thuyền, là mái chèo. Nó có vẻ gì em vậy? Của mình đi các hướng ra sao? Hiện nay tôi cứ đi lung tung trong này xong rồi đi về muốn về mình nói chung là bên dòng như thế này không có đi ra đâu hết trơn, cho nên mình chỉ ở đây thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta cô ấy đang lãnh đạo. Ấy giờ vẫn có một cái thị mới theo ngắm được. Nhiều bạn đẹp tí tí. Sau đang chấp hành mệnh lệnh một cách rất là nghiêm túc. Đấy các bạn nhìn chưa? Khi mà người ta thuận trai thuận gái. Nhớ đừng dạy nha. Hiện nay truyền của các bạn là có hướng đàng hoàng. Dạ dạy bà nói cảm ơn. Em thì mới với đây. Anh cho nó xin bắt rồi. Quán phố tổ mà. Có được lấy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhả đây, em nhả. Em nhả đây. Em nhả đây. Không, là không chỉ là thận trọng mà đang suy nghĩ xem là khi mình ngoáy ngoáy bên này thì cái mũi thuyền nó sẽ quay về hướng nào. Tức là họ hoạt động bằng trí não trong một cái hoạt động chân tay. Và các bạn nhìn thấy con thuyền của họ có vẻ như đang đi đúng với ý đồ của họ. Lại à chụp mấy bà này về vợ lại cho nó ở ngoài đường mấy tháng. Nhớ luôn anh. Trên thuyền có 3 người cô gái ngồi giữa, một chân rất là sợ, còn 2 chân trai thì hai đầu lái thuyền chạy băng băng. Very good. Yes. Thank you so much. À, anh này về em bắt đi đâu? Biết cách né tránh nhau. Đấy, ở đây đi thuyền. Thôi dư đi thuyền ghê lắm. Sợ. Nhưng làm điều cái gì? Đấy là họ có những cái mái chèo rất là đẹp. Còn con thuyền của chúng ta thì... Ok, đã về. Đây flip over. Hỏi vì sao người chúng mình lại ướt mát mẻ thế này? Thôi đi đâu rồi. Đều rất là ướt. Cái cầm như cái này. Không đi, nếu mà đi đông thì nó mới ướt thôi, còn mà đi hai người đang ngồi sao á. Tại vì leo lên. Lại giá cho mình, cho cái đấy đó. Ờ, cho mình hỏi là điện thoại và này nọ vân vân có bị ướt không? Ướt hai cái. Ướt hai cái. Lấy lên được vườn chả có gì. Lấy vườn có trái cây rồi.
Chúng tôi đang có mặt tại vườn dừa Tư Dũng ở Cần Thơ. Ở đây người ta gọi là miệt vườn. Tuy nhiên vào trong vườn này thì thật sự tôi cũng chưa lấy lòng ngạc nhiên lắm. Nó gồm có những cái liếp đất mà người ta xẻ ra rồi vật đất lên thành những cái mương chạy chung quanh để tưới tiêu. Còn ở trong vườn thì trồng cam, chuối, cây dâu. Hiện nay thì quả dâu là đang đến mùa thu hoạch rất là đẹp. Còn những cái cây cam, cây bưởi thì tôi nhìn thấy quả trên cây nó còn nhỏ lắm. Những cây dừa cũng quả bé. Và một điều đặc biệt là có lẽ do cái trận mưa lớn vừa rồi cho nên là trong vườn nước ngập, tất cả những cây cam, cây bưởi đều ngập trong nước. Và tôi cho rằng có thể đây là cái sự cố thôi, chứ nếu như cam bưởi mà ngập trong nước như thế này thì khó mà cho được một cái kết quả tốt đẹp. Và tôi cũng phát hiện thấy là lá của những cái cây cam, cây bưởi nó đang xoăn lại, thì không hiểu có phải vì lý do ngập nước hay không. Và xin chào các bạn bên Việt Nam tại miệt vườn. Trơn á, trơn thì cầu nó dễ.